Thì nếu mà cho nó uống thuốc độc nữa, nó ra cái gì ta? Các bạn yên tâm nha, mình vừa mới mua thêm chai nữa nè. Uống nữa đi. Nhớ xem hết video này nha các bạn. Và hi, xin chào tất cả các bạn nha. Mình tên là Vinh đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bé thú cưng mới của mình vừa mới nhận nuôi nha. Và nó có tên là Tucky Angela. Đó, chắc là các bạn biết rồi đúng không? Đó. Bị gì vậy? Quay, gọi, nó té luôn rồi kìa. Nói chung là ngày hôm nay mình sẽ nuôi Tucky Angela nhưng mà phiên bản độc lạ. Bình Dương. Vô đây. Các bạn tưởng là ngày hôm nay mình sẽ quay cái con này đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Nó nói chuyện được luôn hả? Cái này nó khá là thú vị khi mà mình có thể để mình làm thêm một lần nữa nha các bạn. Nazila này nó đưa mình đến cái phiên bản nào vậy? Hồi nãy mình đánh vô mặt nó nhiều quá nên là nó tức giận lên, nó đưa mình đến phiên bản này nè. Ê, ở đây nó có chai thuốc độc này các bạn. Ủa? Trời, có chai thuốc độc nè, mình cho nó uống thử đi. Cho nó uống thuốc độc xong nó biến thành màu đỏ luôn rồi các bạn ơi. Thôi mình phải cho nó biến trở lại bình thường thôi. Cho nó uống thuốc giải nè. Đây 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 đây. Trở lại bình thường đi nào bé ơi. Quay trở lại bình thường rồi nè. Rồi cho nó uống thuốc độc nữa nha các bạn. Đây 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 đây. Nó biến thành cái gì đây? Trời ơi, cái con chuột của mình á còn nhỏ hơn của nó nữa. Nó mà đắm mình một cái mình bay lên mặt trăng luôn quá các bạn. Ôi trời ơi, nó đang gầm lên kìa. Hình như là nó muốn tìm mình, nó trả thù. Lúc nãy là ông đánh tôi phải không Vinh ơi? Tôi đi tìm ông đây. Ôi xong rồi, nó đang tìm mình kìa. Tôi mà tìm ra được là biết tay với tôi nha. Ôi, nó đang tới gần mình kìa. Này thì trốn tôi nè. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để cứu mình nha. Đau quá. Cái con này nó mạnh quá các bạn ơi. Thôi không sao, không sao. Ok. Ok, giờ là mình sẽ cho nó uống thuốc giúp cho nó trở lại bình thường nha. Đây. Oh my god, nó đã trở lại bình thường rồi, yeah. Rồi, không biết á, lần này cho nó uống thêm một cái chai thuốc độc coi nó biến trở thành cái gì nữa nha các bạn. Còn mình cho nó uống hai cái chai thuốc rồi và đây là chai thứ ba. Ôi trời ơi. Uầy. Uầy. Cái phiên bản này nó còn kinh dị hơn nữa các bạn ơi. Con này cái miệng cười của nó kìa. Cái con mắt đỏ lét luôn. Nó cầm cái gì đây? Trời ơi, không ổn rồi, không ổn rồi. Cho nó trở lại bình thường rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ai nhanh tay cho nó uống thuốc lẹ. Rồi. Rồi, trở lại bình thường rồi nè. Trời ơi, công nhận là cái con Tucky Angela này nó có nhiều phiên bản thiệt luôn á mọi người. À, mình mới để ý nha các bạn. Ở phía bên đây á là cái bàn trang điểm của nó phải không ta? Còn ở đây á là nó treo những cái bức tranh hình con mèo nữa nè. Ôi, nhà có con này nhìn rất là màu hồng luôn. Đây là chai thuốc thứ tư mình cho nó uống. Let's go.
Quay Quay Ủa Quay Cái con sớp thiên Azira này nó biến thành thiên thần có cánh rồi nè các bạn. Ủa mà phải thiên thần không vậy? Thiên thần mà cái con này nhìn dễ thương nha các bạn. Cái tay đó nè, cái tay đó vậy giống như là nó kiểu như là nó quạt gì đó các bạn. Trời nóng quá phải quạt thôi. Mà khoan, nó biết bay không ta? Có cánh là không lẽ không biết bay trời. Ủa sao mình không thấy nó bay ta? Rồi, thôi cho nó trở lại bình thường đi các bạn. Ôi trời ơi. Ok ok. Rồi trở lại bình thường rồi nè. Ok, chờ nó uống tiếp nữa nha các bạn. Mình rất là mong chờ xem nó biến hình thành cái gì nữa đây. Rồi các bạn. Ôi, ôi nó biến thành nhân vật anime phải không? Ôi. Ôi trời ơi, dễ thương quá giờ trời ơi. Trời má ơi. Sao mà dễ thương quá vậy nè trời. Sao mà dễ thương quá vậy? Sao mà dễ thương quá vậy nè? Cô này mà biến thành nhân vật anime là phải nói là tuyệt hảo luôn nha các bạn. Đỉnh của đỉnh luôn, quá là dễ thương luôn. Mình có cảm giác như là tóc của nó dài hơn phải không các bạn? Wow. Tiếp tục cho nó trở lại bình thường thôi nè các bạn. Thì á, khi mà nó biến thành anime rồi thì nếu mà cho nó uống thuốc độc nữa nó ra cái gì ta? Các bạn yên tâm nha, mình vừa mới mua thêm chai nữa nè. Uống nữa đi. What? Mình không có nói nổi đâu nha các bạn. Các bạn hãy bình luận ở dưới video này là độc lạ bình bông quá. Ok. Rồi, tôi không biết nó biến thành cái con gì luôn rồi các bạn à. Đã thấy cái đầu quẩy quẩy như này các bạn. Nó cũng nhỏ luôn. Nó lắc lắc cái đầu á. À. Đó các bạn thấy không? Nó lắc cái đầu kìa. Ok. Ok, nó đã trở lại bình thường rồi nè. Và mình chỉ còn một chai thuốc duy nhất nữa thôi. Rồi. Một chai cuối cùng. Trời ơi, đây là phiên bản cuối cùng của cái con chất kiên Azira này các bạn. Ôi, nó có bao nhiêu con mắt vậy? Hey, để mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cái con mắt các bạn ơi. Ôi, đã thế là cái móng tay của nó nè các bạn. Coi kìa, cái móng tay của nó rất là nhọn luôn nha. Thôi được rồi. Kiểu này là mình phải chạy thôi. Một lát nó mà bay ra nó tìm mình một cái là xong chuyện luôn á. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh nha. Thôi, bây giờ mình phải chạy thôi.